Mình cần phải đảm bảo là cái quy trình của mình nó phải nó phải gọi là chặt chẽ để đảm bảo cho cái số liệu mình nhập vào đấy nó không à, gọi là giảm thiểu có một bạn đang xem live stream này có một bạn đang xem live stream này thầy ơi khi tạo biến mới bằng biểu thức BMI Cài đặt thế nào để apply cho tất cả khi mình đang nhập giữa chừng Thì chỉ ra kết quả BMI phần đầu Cảm ơn thầy à. <laughs> Bạn này là bạn ấy đang à, đang phân tích ở trên SPSS rồi đấy. Các bạn mà phân tích trên SPSS thì nó hay nó hay gặp cái tình huống như này đấy. Và đặc biệt là các bạn làm ấy Các bạn làm nghiên cứu là chúng ta cứ muốn gọi là Cái gì đấy nó tự động, nó, nó sẵn có thế thì cái tự động mà sẵn có thì em chỉ làm được ở trên Excel thôi đấy, hoặc là một số những cái phần mềm mà khi mà mình cài đặt cái chế độ tự động ấy, đấy, nó vào cái nó chạy ra kết quả luôn. Đấy. Thế còn ở đây thì em đang làm cái này thì tôi đoán nhé, tôi đoán là em đang làm ở trên SPSS rồi, đúng không? Đấy. Em làm trên SPSS thì khi mà em tạo ra cái biến BMI đấy thì nó sẽ chỉ đúng cho cái lần mà em tạo đấy cho đến cái cái biến đấy thôi. Thế còn em đang nhập liệu vào đó, em nhập liệu sau thì thì cái phần sau nó không ra nữa thế em chạy lại thôi thì nó sẽ được thôi em chạy cho toàn bộ cái nội dung đấy, đấy. và thực ra như thế này này thực ra như thế này các bạn các bạn đáng nhẽ khi mà chúng ta làm nghiên cứu ấy, thì chúng ta sẽ cần phải học các cái kỹ năng đầy đủ để mình hiểu được cái tư duy và cách làm và sao làm cho nó đúng đấy. thế thì tôi không muốn dạy lắm về cái việc nhập liệu bằng SPSS đâu thế nhưng mà nhiều bạn cứ hỏi quá thế đâm ra là tôi dạy các bạn là cách nhập liệu bằng SPSS nhưng mà trên thực tế thì cái cái SMS nó không phải là cái phần mềm để giúp cho các bạn nhập liệu các bạn nhập liệu đấy nó nó có nhiều các cái sai số lắm, đấy, nhiều các sai số ở trên đấy lắm à, đôi khi là nó nó không đâu ở đâu cả đấy, để khi mà chúng ta nhập liệu ấy là mình cần phải đảm bảo là cái quy trình của mình nó phải nó phải gọi là chặt chẽ để đảm bảo cho cái số liệu mình nhập vào đấy nó không à, gọi là giảm thiểu cái sai số khi nhập liệu vào thế này tôi biết cái chuyện đấy bởi vì như này này ở đây tôi có dạy cái lớp à, dạy cái dạy cái 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 cách mà các bạn có thể nhập liệu bằng SPS SPSS và tôi thấy nghĩ rằng nhiều bạn ở trong này cũng đã xem video đấy rồi tôi thấy rất nhiều bạn xem không hiểu sao rất nhiều bạn xem mà mà khi tôi các bạn để ý là tôi nói luôn ngay từ đầu đúng không ngay từ đầu video là là SPSS nó không phải là cái phần mềm để giúp cho việc nhập liệu các bạn thấy không 39.000 kinh không? 39.000 người xem cái video này kinh khủng luôn. ba 39 39n 39 nghìn no, 39, người xem. <laughs> Nhưng mà nhập liệu nhắc lại một lần nữa nhé các bạn đang làm nhé. Nhập liệu SPSS nó không phải là nó không phải là gì? Nó không phải là cái nó không phải là cái uh, uh, cái phần mềm tốt, SPSS nó không phải là phần mềm tốt để cho các bạn nhập liệu. Nó chỉ là cái phần mềm để giúp cho các bạn uh, gì nhỉ? phân tích số liệu thôi, nó không phải là phần mềm tốt để cho các bạn nhập liệu. Một bạn hỏi tôi là nhập liệu tốt thì dùng cái nào? thì tôi có thỉnh thoảng một năm tôi tôi chỉ dạy khoảng hai ba lớp gì đấy thôi, tức là cái lớp về tạo bộ nhập liệu và quản lý số liệu ấy. trong trong này có thể có một số bạn học cái lớp đấy rồi. đấy, thì lúc nào các bạn thấy tôi, tôi dạy cái lớp đấy thì thì nhảy vào đấy mà học, học để mình hiểu được cái cấu trúc của số liệu như nào và cách để mình gọi là trình bày mình hiểu về các biến số và sau đó cách để mình tạo ra được cái bộ số liệu tiêu chuẩn nó phải có cái cái tư duy thì các bạn mới có thể làm được cái việc đấy đúng không nhưng còn nếu các bạn lôm côm chúng ta cứ lôm côm chúng ta làm cái này thì cũng <laughs> thì thì các bạn cái khả cái 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 cái, cách nghĩ của các bạn đến đâu thì các bạn phải chịu đến đấy thôi đúng không nhắc lại là SPSS nó không phải là cái phần mềm để giúp cho các bạn nhập liệu tôi trả lời cho bạn mỹ thể thấy có được chưa nhỉ à phải phân tích lại nhé Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên Để không bỏ lỡ các video tiếp theo Hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình Hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi